Phòng ốc ở đây anh nói đảm bảo an ninh luôn. Mấy cái view ở đây đẹp lắm. Khoan dạ, không thay đổi ở đây. Chúng ta này bị theo dõi đó. Đó, em thấy không? Thang máy rất là sạch sẽ. Rồi phòng ốc ở đây anh nói đảm bảo an ninh luôn. Mấy cái view ở đây đẹp lắm. Em chụp hình sống ảo là nhất luôn á. Mấy em hên lắm á. Trời ơi, mà thế trễ chút xíu anh cho người khác thuê rồi đó. Ủa, ai vậy? Cái bạn này á là Dũng Phong. Chìa khóa tụi tôi đâu? Chìa khóa nè. Em cầm đi, có gì cần cho anh giúp đỡ thì gọi cho anh. Chìa khóa đưa rồi, anh lúc này chi nữa. Anh đi đi. Anh đi. Ủa, sao bà khó chịu vậy? Anh ta đâu có làm gì mình đâu. Không có làm gì mình hả? Bà không thấy ổng suốt ngày có đụng đụng với người tôi hả? Ha. Mà thôi, mình đi chơi mà, thoải mái đi. Có gì đâu, thôi mình vô phòng nha. Không thay đổi ở đây. Sao vậy? Chúng ta đang bị theo dõi đó. Thiệt không? Sao bà biết? Khi tôi vào kiểm tra thùng rác thì thấy vẫn còn rác, nhưng rõ ràng lúc nãy đã có lao công vào dọn, chứng tỏ tên vừa nãy mục đích vào đây không phải để dọn vệ sinh. Tôi cũng đã dùng tay để kiểm tra gương, ngón tay và hình ảnh trong gương không có điểm cắt, chứng tỏ đây là gương hai mặt. Mà tôi nghĩ không chỉ phòng tắm mới bị theo dõi đâu, mà căn phòng này cũng bị theo dõi nữa. Để tôi kiểm tra thử xem. Trời ơi, thấy chưa? Là camera giấu kính đó. Vậy là tôi gọi cho chủ nhà. Ê, khoan. Trong bất cứ trường hợp nào thì mình nghi ngờ là đúng hay sai thì cũng phải gọi công an đầu tiên. Gọi 13 đi. Bây giờ mình đợi công an tới đi. Này, tôi ra mở cửa. Không được. Khi mà mình gọi 13 thì họ sẽ điều công an khu vực tới. Mà dù công an khu vực ở đây gần cách máy cũng không thể nào mà xuất hiện chỉ sau một giây như vậy được. Hình như mấy kẻ ở đây rồi. Tôi dặn cho bà biết, sau này khi bà ở nhà một mình á thì nhớ đặt ly, tách, dĩa hay bất cứ đồ vật nào dễ vỡ lên tay cầm, để khi mà kẻ đột nhập vặn cái tay cầm á thì nó sẽ rớt đồ vật đó, gây tiếng động, tụi nó sẽ hoảng sợ bỏ đi. Còn bản thân mình đang ngủ trong phòng á cũng sẽ bị tiếng động đó mà đánh thức, hiểu không? Không ngờ bà kiến thức vô biên ghê luôn á. Kiến thức vô biên gì đâu, cái đó là mẹo ai cũng còn phải biết hết. Thôi bây giờ mình sẽ ở trong này đợi cảnh sát tới thôi.